Em ơi em, em tại vì anh nhắc chuyện anh mới báo ở trên group của Facebook là nói là ngày 17 bắt đầu học lại, nên là nay mới 17 vậy, nên là anh chuẩn bị 10 ngày nữa em nhé. Có gì thì nào ấy. Đây,
Nghe không trên Facebook tưởng báo là 17 nó không ạ, đang bài à thì anh cũng biết nữa, anh thấy trên đó đâu có đâu rồi.